dao nào để dạy khô sầu riêng đây. Rồi nhỏ này, cái này khui ok, đây là lăn này khui trái sầu riêng, trái sầu riêng ngon nhất hôm nay đâu mẹ thử đi. Nó bỏ xuống thì canh thử mấy ký canh với đồng bàn cái nhà ở dưới tủ á. Ừ, cần nó mấy ký, lấy con dao rồi đi dao này lấy mẹ. À, đây canh thử rồi. Đâu em cầm, đâu em cầm đâu. Con nhỏ đó mấy ký mà cân được, cái này không? Cái này 5 ký hả? Cái này 2 ký. Ồ, 2 ký, 2 ký, 2 ký mốt. 2 ký đúng, bán được 200 ngàn á, mỗi ít. 2 ký mốt. À, cái này phải 2 ký mốt không? Đúng rồi, 2 ký 2 chứ mốt không? 2 ký 2 à. 2 ký 2 cho nhỏ nhỏ vậy, 2 ký 2 kìa. Ký cái con dao này. Đâu dao nào, dao đó nhọn mà. Nhọn cần nhọn. Trời ơi, mày lấy con dao gì khủng bố vậy. Mổ vô cái này, đứng lên trước trước đi. Lấy cái đĩa không mẹ? Lấy cái đĩa khui ra. 2 ký 2. Cũng được 200 á, nếu mà 100 ký. 100 chứ. Nguyên Thái mà. Lấy dao bự á, dao có cái ngành á. Mẹ cầm lên. Không tét không à, không tét đứt không. 3 ngày nó mới test. Thật đúng nha. Trời, cái trên này nè. Không, cái này là cái thế mạnh. Đúng đúng bài đúng. Đúng bài. Này dễ khui mà nó chín mà đâu phải ấy đâu. Chín mà dễ. Đâu vừa đó. Vàng. Thơm. Hỏng. Hỏng nè. Hai muối nè. Cái này hai muối nè, một muối. Ai mua sầu riêng em bán sầu riêng cho được mấy muối chứ em không bán tình duyên. Năm muối rồi đó. Ai mua sầu riêng em bán sầu riêng cho em bán luôn cả tình duyên. Ai mua không? Bảy muối. Tay mất rồi chưa? Cái vỏ không nó cũng thơm nha. Cái vỏ này. Cái vỏ từ hôm nay. Vỏ xuống bưng. Nhất nắng. Cùng bánh đâu kia rồi ha. Ngon. Ôi tụi tao nó dẻo. Minh ơi, sao đi em con? Vậy là tính giống này cũng ngon ha, giống Thái hả? Hộp lép không mà? Ồ, hộp bự cho bá. Nhưng mà nó ngon mà. Nhà bà Tư da quá trời dùng hết. Không tưới, không bọt phân. Mấy cái bò phần nữa bỏ mấy cây bưởi. Thấy khô queo mà Sơn nó nói nó tưới mà ta thấy khô queo. Cái gì? Ừ,
mấy cây cây sầu riêng nhà tư á, bông quá trời mà dụng hết trơn. Đầu sáng con Tứ đẫm mà mày nói sao không? Tưởng bên nhà thằng Sơn kia kìa. À, tưởng là mày nói. Nhà bà Tứ chạy năm sáu cây sầu riêng. Sáng con bơm tưới nửa tiếng luôn á. Để hộp luộc ăn chứ quên. Dạ bà nè. Ăn sầu riêng nè. Ăn sầu riêng nè. Sao? Nè, da cho quất cái này cho nó đã. Muối thôi. Nè. Sao hả? Ngoan tao không thương. Cắn miếng thôi. À to nha. Ngon chết luôn. Ngon không? Ăn từ từ, ngồi đây ăn. Mê cái hộp kẹo à. Ngồi ở đây ăn nè, bỏ kẹo cách kẹo đi. Sự dương nó ngon chết không có ăn. Henry. Trời ơi, hộp uống miếng nhành nha. Nè, miếng nữa. Ngậy không? Lắm ăn được nè. Béo ngậy không? Ngậy chưa? Ủa cái này 3 muối chứ. 3, 5, 7 rồi. Ăn được không? Nè, miếng nữa. Em ơi! Làm muối không có ăn đâu. Làm muối đi, còn... Đưa bà cầm cho ăn. Cái này ngon nhất. Thôi để bà cầm cho dơ lắm con. Ừ, thơm ngứt luôn. Ăn đi. Này vừa chín đây đàng hoàng, ăn từ từ nó ngon. Chín vừa chín tới. Muối đây đến đó. Trời ơi, cái muối này nè, của mình chịu đã ngứa này. Muối này mới đã ngứa nè. Ăn một muối lép rồi. Sorry. Này chín quá. Trời ơi, hồi nãy nó ơi trời không ăn đâu. Trời ơi không ăn đâu kìa. Ôi trời ơi không ăn đâu, không ăn nữa đâu. Còn nữa không bà? Còn nữa không bà? Ngon. Ngon muốn chết luôn. Này nó chín quá bà, sống không biết nó ngon. Ngày mai ăn là nhão nhạt. Thôi ăn vậy ngon. Hồi hôm qua ăn ngon. Ăn gì nóng. Nóng chết luôn. Này nó mát rồi, nó ăn không sao. Cứ nằm vậy ơi. Nó miệng ơi. Cái thịt khui sầu riêng 1 phút 30 giây à. Làm gì 1 phút? Không được rồi. Mà luộc ăn. Chặt nó ra ngay. Ăn đi. Ăn nữa đi. Anh chụp cái hộp nè. Rồi. Cái hộp làm gì? Bỏ hộp nè, chụp. Ủa, ông ăn chưa? Cô ăn coi muối gì. Ăn nữa đi không? Tao làm muối nữa, mày làm muối, tao làm muối. Ăn đi trời, con có ăn đâu, nóng chết. Ăn đi. Ăn về đang đau họng ăn muối. Không sâu không gì hết. Không thuốc không thang gì mà nó không có sâu luôn. Trái này đúng ngon nhất. Trái này là ngon nhất mà. Còn trái kia nhỏ chắc ít muối. Trái 31 phải mang qua. Mang qua đây chứ ai ăn. Ngon nhất nách. Béo ngay. Thôi anh ăn này một muối không hết nè. Cà phê, kẹo cà phê. Nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Mời ăn quay muối sầu riêng. Sầu riêng hộp lép, đúng là lép luôn. Cái hộp lần trước em ăn thì mới lép. Lần trước em ăn lép xẹp luôn.
gì cho chín cho nên nó ngọt. Lấy nét dở. Nhà này bán hơi lắm. Nhà là chú mới sự. Em mua ở vườn nhiều, nhiều ký, nó bán nhiều ký. 80. Vậy đúng rồi, nãy nãy ba nói sầu riêng đạm gì tới 100. Nó ngoài chợ nó bán 100 đúng không? Một, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ở trong có sữa nữa. 20, 21, cái nhân 22, là nhân sữa. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43. Ở đây còn 43. Đâu để cho mình biết là đúng rồi. Ôi 44. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, đừng bỏ mấy cái hũ này nha. 30, 32, 34, 36, 38, 40. Có 43 rồi 44. Ủa con anh còn mà. À vậy dạ. Mới đến đó. Đừng, bé đừng, Thảo nó đổ da nó đến cái chai này đừng dục, để đừng đừng cái gì đừng dục mẹ bao như là hộp điều đẹp hơn vậy nữa. Giờ đừng, vậy. Giờ đừng ốc hộp hộp thấy đâu hết à, ở chỗ gì chén á này luộc ăn ngon hơn hộp bít luôn á, ngon hộp bít. Đâu rồi video kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ. Cảm ơn các bạn.